Vâng, hình ảnh mà quý anh chị các bạn đang quan sát là hai mẫu Forerunner Wincheck sản xuất năm 2017, là chiếc màu đen, chiếc màu trắng là 2015, đều trang bị động cơ 3.2, máy dầu, số tự động 2 cầu. Hai con này đều là những cái bản cao cấp nhất của dòng Ford, trang bị full công nghệ. Xe thì zin đẹp nguyên bản, cam kết là máy số keo chỉ zin, không có lỗi gì cả. Anh em quan tâm đến những cái mẫu xe bán tải đã qua sử dụng thì liên hệ trực tiếp với Đức Trung, số điện thoại 0965 951 955. Địa chỉ xem xe là tại Uông Bí, Quảng Ninh. Với con màu đen 2017 thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 625 triệu đồng. Giá trên thì có bao rút hồ sơ và vẫn còn bớt khi xem xe trực tiếp anh em nhé. Đấy, còn đối với chiếc màu trắng 2015 thì giá chào bán mong muốn là 535 triệu đồng. Đấy, con này cũng cực đẹp, không lỗi nhỏ. Bên Đức Trung thì sẽ bao rút hồ sơ cho anh em, hồ sơ thì cũng đang rút rồi. Đấy, khách hàng mà mua con này thì bên Đức Trung làm cái công chứng lối nữa là anh em ra tên rất là nhanh. Đấy, ta sẽ đi lần lượt từng chiếc một. Trong những cái lần báo giá tổng hợp thì là Đức Trung cũng đã báo giá con này rồi. Hôm nay thì sẽ đi chi tiết hơn để quý anh chị các bạn cũng có cái điều kiện tiếp cận với xe nhiều hơn, cũng phần nào đánh giá được cái chất lượng. Thế còn lại thì bên Đức Trung cũng cam kết bằng các cái hợp đồng mua bán cho anh em là xe không lỗi, hoặc là lỗi đến đâu thì ta báo lỗi luôn đến đấy, và lỗi thì nó ra lỗi anh em nhé. Đấy, con này thì anh em có thể nhìn thấy các cái đường gân góc cạnh, rồi cái phần sơn xi của xe thì rất là đẹp rồi. Con này nó cảm biến trước sau, có radar cảnh báo lệch làn. Cái dòng bản cao cấp này thì là nó full công nghệ. Đấy, anh em có thể thấy là đèn nguyên bản này, projector kết hợp với đèn halogen, đây đèn sương mù, đây radar. Con này nó có phanh khoảng cách, rồi là phân bổ lực phanh. Đấy, và nó còn có giới hạn tốc độ, và nó có cảnh báo lệch làn, gạt mưa tự động. Đấy, có đèn pha tự động anh em nhé. Đây 3.2, số tự động 2 cầu, 6 cấp. Đấy, là rằng phay, phanh đĩa. Đây hệ thống treo nó đây anh em nhé. Đây, lò xo giảm xóc, rồi là các cái quả rô tuyên này. Đấy, còn nguyên các cái dấu châm sơn này. Sắt xi gầm bệ đẹp, không có sơn phủ, không có nỗi đầm gì hết. 535 triệu đồng là anh em đã sở hữu ngay một cái mẫu xe phải nói là vua địa hình. Nhưng con này không những chạy đường địa hình mà nó chạy trong phố cũng ok luôn. Có lắp thùng cuộn này này. Thanh thể thao, giá lóc nguyên bản, vẻ che mưa. Đấy, lốp lắp đằng sau này còn khá là dày dặn. Phanh tăng trống, sắt xi, sắt xi gầm bệ đẹp. Quay chút phần gầm anh em xem, không có han mục mọt thì anh em nhé. Cam kết là xe đẹp, đến là vào việc thôi. 4x4 này, cặp đèn nguyên bản, cảm biến cảnh báo va chạm từ phía sau. Đấy, camera nguyên bản, thùng bệ, đinh bấm này. Đấy, cái keo chỉ sơn nhựa đẹp luôn. Cái lốp sơ cua đây anh em nhé. Cái ống xả này, ống xả sáng choang. Đấy, gầm bệ tôn sàn này. Phần cầu này còn nguyên các cái sơn zin, dấu chấm sơn này, tất cả mọi thứ là nguyên bản. Đây 535 triệu một cái sự lựa chọn phải nói là vô cùng hợp lý cho anh em. Đặc biệt là anh em mà đã đi bán tải mà đã được đi white check rồi thì đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn.
nếu cá nhân Đức Trung mà chọn xe bán tải thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái dòng này. Đương nhiên là cái máy của nó hơi to một chút thì nó hơi tốn dầu, nhưng ngược lại là nó mang lại cái sự an toàn, đem đến cái sự trải nghiệm nó tuyệt vời hơn. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023 anh em nhé, anten giá lóc đầy đủ. Bộ ghế nguyên bản của WinCheck rất là đặc trưng luôn, ghế da cao cấp pha lỉ anh em nhé. Vô lăng 4 chấu tích hợp rất nhiều phím bấm, rất nhiều công nghệ luôn. Đấy, số tự động 2 cầu này anh em này, 2 cầu điện. Đấy, có các cái chức năng là cân bằng điện tử, khóa vi sai cầu sau, hỗ trợ đồ đèo. Đấy, điều hòa auto, trần lỉ nguyên bản, ghế lỉ còn rất là đẹp luôn, hộp tì tay này. Có đèn pha tự động anh em nhé, có chữ A đấy là đèn pha tự động đấy. Gương chỉnh điện, có cụm xòe gương, táp lô khâu ra, gương chống chói. Nhưng con này nó quá đẹp. Đây ghế sau anh em này, đây, 5 chỗ ngồi rộng minh mang luôn. Đây, có cổng sạc 12V, có cả cổng 230V 150W dùng cho thiết bị văn phòng cũng như là các cái đồ điện anh em nhé, đồ điện thông thường ấy. Con này nội thất này quá sạch đẹp luôn. Đây, quay chi tiết từ các cái phần keo chỉ này. Quá trẻ em. Vách da sơn nhựa móc khóa này. Bản lề tất tật là hạn chế cửa, nguyên zin chưa có tháo, chưa có mở. Đây, dụng cụ đồ nghề để thay lốp sơ cua đầy đủ luôn anh em nhé. Cánh trước ở bên phụ, kính 25. Đây, táp lô. Dòng này nó trang bị lái điện, phanh khoảng cách, rồi là cảm biến trước sau chạy nó an toàn. Màn hình cam lùi nguyên bản theo xe. Giá chỉ có 535 triệu thì Đức Trung sẽ quay qua cái khoang động cơ. Đây là khoang động cơ của chiếc WinCheck 215 anh em này. Anh em có thể nhìn thấy cái bình nước phụ này còn mới không? Ốc capo này zin hết này. Máy móc khô rong, ốc cổ xả còn sáng choang anh em nhé. Con này mà anh em đến xem trực tiếp là ưng luôn, ưng đến cái chất lượng và cái giá cả của nó phù hợp. Xe đi cực bốc, đi rất là thích luôn. Các cái cụm chi tiết này từ ABS này đến cabo, keo chỉ, mọi thứ là zin, zin 100% luôn. Da máy còn sáng trưng. Đấy, mặt cam bằng cò này, máy phát, răng đầu còn nguyên tem anh em nhé, nguyên cái ly lông. Ly lông này, ly lông nguyên bản đấy. Nếu mà hàng không, hàng fake thì không bao giờ có những cái bóng này đâu.
535 triệu anh em nhé. Đấy, chiếc thứ hai là WinCheck 3.2 2017, trang bị số tự động hai cầu anh em nhé. Đấy, con này thì 625 triệu. Đấy, là dạng phay. Đây, hệ thống treo đây. Đấy, sắt xi gầm bệ. Xe quá đẹp luôn. Con này thì hết đăng kiểm rồi anh em nhé. Đăng kiểm thì bên Đức Trung sẽ có cái trách nhiệm đăng kiểm cho anh em, không phải lo cái trường hợp đăng kiểm. Đấy, anh em nào hợp màu hợp mệnh với chiếc màu đen này thì cũng cứ đến xem xe trực tiếp tại Uông Bí Quảng Ninh anh em nhé. Đây, lốp láp còn mới. Đấy, sắt xi gập bệ đẹp. Gập bệ này. Con này thì thanh thể thao nguyên bản. Thanh thể thao giá lóc mọi thứ nguyên bản. Con cảm biến. Đấy, lốp sơ cua. Đấy, tôn sàn. Gầm bệ. Đấy, cam lùi nguyên bản. Đấy, lót thùng còn rất ok anh em nhé. Đấy, với cái số tiền mà hơn 600 triệu này thì anh em chưa thể mua được XLS form mới đâu. Thì đây là một cái sự lựa chọn gọi là cũng rất là ok luôn. Ghế còn đỏ giói luôn. Đấy, trần lỉ nguyên bản. Sàn 3D, thảm rối. Nói chung là sơn nhựa mọi thứ màu còn mới còn đẹp lắm. Ghế chỉnh điện anh em nhé. Bộ ghế già còn rất mới, còn rất đẹp. Đấy, vô lăng quả chám này. Đấy, số tự động hai cầu. Phun chức năng 6 túi khí, phanh ABS, phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh. Con này phải nói là siêu chất anh em ạ. Ba chấm hai. Quay luôn khoang động cơ anh em xem. Đây là khoang động cơ của chiếc 3.2 2017 anh em nhé. 2017 đấy. Máy móc khô ráo. Bình nước phụ này. Cam kết với anh em là các chức năng trên xe thì ok hết, xe zin đẹp không lỗi, không có bổ máy, không có chạy lại keo chỉ, không gặp nước. Trong khoảng hơn chục phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị và các bạn hai cái mẫu vua bán tải WinCheck 2017 và 2015. Anh em ưng mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Đức Trung để được tư vấn. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.